chung là như tất cả chúng ta đều biết, cái cặp đôi này nó đã thương yêu nhau từ rất là lâu rồi, và đến hôm nay nó đã có hai mặt con. Đây, hai mặt con, trai là Kim Quy, gái là Anna. Vì vậy cho nên cái tiệc này á, là trước mắt á, là để cho hai họ, hai bên biết nhau. Và cái lễ cưới cũng đầy đủ theo truyền thống của người Việt Nam, ông bà ta chúng ta để lại. Thì trước tiên thì coi như là Khánh My đã vô nhà này rất là lâu nhưng mà không có danh phận. Đây là lộc của bà cho hai cháu. Để cho hai con lấy cái lộc tên của bà để hiện tại là tương lai sẽ làm ăn. Dạ, hoàn toàn. Tôi nói gì chứ em? Người trước kiện lời à. Mọi người để yêu được anh thì sao? Để yêu được anh thì đối với em bây giờ là anh đang mơ. Em tin nó là sự thật. Em đi chứ. Đức sống với em. Gia đình của anh đón về. Nó rất là hạnh phúc. Hôm nay được anh giữ cái này làm dâu, em mặc áo dài cưới. Thôi con nén xúc động đi cho tiệc nó vui. Cảm ơn anh. Con cứ gì không biết nói gì. Con không nghĩ là yêu mình lại xúc động như thế. Em rất là yêu anh. Bà Đông nhìn máy nè, bà Đông nhìn máy cho dạ, cho đẹp. Rồi cho xin qua máy bên này một tấm.